Hello và xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ chơi game T-Rex vs Robot nha các bạn. Mấy bữa tối tôi đã chơi được đến màn, rất nhiều màn. Hôm nay tôi sẽ quay video clip này đến tập 3 để có thể đến cái màn thành phố giúp con khủng long lấy lại cái trứng nha các bạn. Bắt đầu nè các bạn. Số 1, 2, 3 nó cho chỉ nha các bạn. Thôi tôi sẽ chỉ cho các bạn cho mấy cái thứ này là cái thứ gì. Nó sẽ trừ 4 thôi. Chứ không có gì hết đó bạn ơi. Cũng hơi bị lâu nha các bạn. Bùng. Đó, tới gần thì nó chưa kinh nha các bạn. Ui, một chút nè. Nói chung tùm lum luôn. Ở đây có cây máu nè các bạn, 365 và mấy á. Tôi cũng lấy vô nó nhiều. Ủa rồi ôi, tôi nãy rồi tôi quên, tôi tưởng không có con boss này. Không phải con boss mà vài màn tiếp theo là màn sẽ có con boss thôi các bạn ơi. Này ở vô này phải đánh ra. Bùng nha các bạn, nó bùng một chút là 4-40, còn cái này là 66 đam. Còn cái này nó trừ 40 đam nha. Đam nó mạnh lắm. Trời, cái con này nó cầm cái súng gì này. Nó hơi quen á, ở đâu quá nha các bạn. Cái đèn chiến đấu mấy cái con này nó hơi đầy cứng nha các bạn. Còn hai con nữa hả? Trời, nó cầm cái súng gì mạnh dữ nha. Các bạn ơi, tớ còn có vài máu à. Vậy tớ cái này được không? Này phải chơi 5 màn mới qua được một level nha các bạn. Để nó chơi kinh nha các bạn. Ủa nó ra có level 2 nhưng cũng có cũng thích à. Cái này tớ nhớ là level 2 mươi mấy. Không, có level 3, 8 hoặc level 7 nha các bạn ơi. Dòng răng của con này nó hơi bị cứng nha các bạn. Cho nên nó giặt được phát là xong liền. Nó trừ 4 luôn nha các bạn. Ô, trừ 40 cũng có nữa. Đúng không? Là cái con này nó cạp. Đúng rồi, nó cạp đó nha các bạn. Nó cạp cho nên nó mới trừ 40 nha các bạn. Ủa trời ơi, cái súng gì đâu mạnh như vậy, trừ 50 luôn nha các bạn. Nó bắn liên tục luôn. Còn màn này là chưa có màn cuối cùng luôn nữa. Đi. Đồm liền. Có thể chơi vậy này. Chơi kênh con này. Đó, đào một cái. Tớ nghĩ tớ sẽ đó được cái phần này. Ô, tớ được có một cái room. Tớ nghĩ tớ sẽ có cái phần này ở đằng sau. Phải mắc tiền lắm nha các bạn. Tớ nghĩ là vậy. Ủa rồi, quán đúng lâu rồi. Cái con này nó hơi bị gà. Bởi vì ai mà không bột cạp nó là vậy đó. Nhưng nếu như cung ngoài đời là hơi bị ghê luôn hay biết. Hơi bị mạnh. Hai con luôn hả? Hai con thành quả video con luôn nha các bạn. Ủa rồi, miễn chút xíu nữa chúng ta thắng nha các bạn. Mà tự nhiên cái con kia nó bắn vô chúng ta rồi, nó tèo rồi. Ồ, có cái gì dài. Level 1. Tớ sẽ chọn level 3. Ôi trời, level 6 luôn rồi các bạn ơi. Làm sao? Ủa có cái rương level mấy nha các bạn, nó sẽ có hiện level. Sao có level 9? What a short ad to open the boss. Có nghĩa là xe quảng cáo để có thể xe quảng cáo ngắn để có thể mở cái rương level 9. Thì tớ sẽ xem. Đúng rồi các bạn, quảng cáo nó ngắn thiệt. Bời, các bạn nhìn đây có 5 giây à. Các bạn ơi nhìn nè. Ủa trời, đèn toàn là đồ xe. Đồ xịn không nha các bạn. Ủa cái này phải còn nâng cấp nè, cái đó giống vậy đó. Ồ vậy đó, cái này để có thể tăng máu nè. Đó cái này helmet. Đam 40 không. Cái phần chân là cái để có thể tăng máu nha các bạn. Ủa trời ơi, con gì vậy? Đam mấy? Đam 50 vẫn hả? Này để có thể tăng máu nè. Kết hợp lại vậy nè các bạn ơi. Ô các bạn ơi nhìn nè, tôi đã hơi bị ghê rồi. Tôi kết hợp lại, cái là
rồi kết hợp cái này lại, rồi cái này A-bo-hát-đê-bảy-chăn có nghĩa là chúng ta có thể là mấy chăn. Với cái gì ra quên mất tiêu rồi. Tôi sẽ nâng cấp hết tất cả cái này. Nhưng ủa, level 4 nè, level 5 nè, level 6 nè, level 7. Trời ơi, có level 7 thôi các bạn ơi. Chắc này còn mạnh hơn nữa nha các bạn. Mà cũng mạnh rồi ra các bạn. Attack nào các bạn ơi. Không biết cái lửa đó level 8 hay level 6 như thế nào nữa các bạn ơi. Ở đây nha. Ô nó trừ 14 luôn nha các bạn, chứ không phải từ vừa. Đây level từ 50 rồi. Dục tới đỡ xài. Không sao đâu, chắc không sao. Một cái chết liền đấy các bạn ơi. Nhưng chưa có chết được đâu, mấy cái con này nó bị trâu nha. Tích ra không nữa. Bơi nó mạnh rồi. Để có thể tấn công được mấy cái đội kia thì nó phải chơi vậy nè. Oh no, còn có 300 mấy máu rồi các bạn ơi. Còn nhiều mà các bạn. Còn đúng nhiều luôn nha các bạn. Tiếp tục nào. Di chuyển để có thể bắn. Bùng. 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 Các bạn chỉ cần ấn 1, 2, 3 ở dưới sẽ có những chỉ, nhưng phải đợi thời gian nha, các bạn sẽ đợi thời gian giống như nè. Đó chỉ đó có thể ấn, nhưng ấn sẽ làm lâu hơn nha các bạn. Cho nên chúng ta chỉ cần ấn 1, 2, 3 thôi. Đó vậy thì nó thì là nó có thể xuyên qua luôn nha các bạn. Ồ thì ở đây có tour 100% là chúng ta đã hoàn thành, nhưng phải chơi 3, 5 màn lận các bạn ơi. Đó, để có thể được cái mất máu thì chúng ta chỉ cần làm được đó. Đó, một hit là chết hết tất cả con. Một hit nha các bạn. Lửa lớn coi, hơi bị lâu nha các bạn. Bùm 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 luôn, quá trời đồ vật liệu mà chúng ta cần thiết. Đúng rồi, còn cái lửa này nè. Ô số 3. Quên, quên, quên. Bùm bùm. Đúng rồi các bạn ơi, tôi còn một 180 mấy, 85 à các bạn ơi, làm sao đây? Tôi cũng không biết nữa các bạn ơi. Một hit là xong nha. Ủa này có hai này, có mày chết nè. Ô cái rương. Hãy tới thua cái trận này là các bạn ơi. Nhưng tôi đã nâng cấp hơi bị nhiều máu rồi nha. Tôi nâng cấp hơi bị nhiều máu rồi đó. Các bạn cần nửa ngày để cái nâng cấp cực kỳ nhiều máu nha. Nữa nè, cho một chết nè. Bụng liền. Cắn một phát là chết. Cái chai tới còn vài máu à. Ôi chết rồi các bạn ơi. Tớ đầu hàng. Đúng rồi, tớ thua là cái thua phần này. Để muốn thắng được cái đó tớ phải cần rất nhiều đô. Phải đợi thôi các bạn ơi. Nhưng tớ đã có cái rô level 9 hoài vậy. Thì phải đợi thôi nha các bạn. Level 9 cũng hơi bị ghê nha. Và tớ chỉ có level 8 là Miss Map thôi nha các bạn. Oh my god, đồ của bắp. Giỡn thôi, tớ thấy là đồ xịn á. Trời ơi, cái gì vậy? Hả đây? Đây. Đây là cái gì ta? Oh my god. Để coi, helmet thử coi là cái gì. Đó, nâng cấp cái này nè. Level 7 nè. Cái này level 3 nè. 4 nè, 5 nè, 6 nè. Trời ơi, xong luôn các bạn ơi. Tiếp tục là cái này. Chắc tới được level max rồi. Không, tới được level gì á. Level 7 à. Các bạn ơi, level 7 đủ đi. Trời ơi, có level 6 mấy chút xíu nữa đủ. Ủa, hàng pha ke không vậy? Hàng dở. Hàng giỡn các bạn ơi, hàng giỡn. Hàng giỡn nha các bạn, giỡn là cái này. Thì muốn được, tôi sẽ ở tác luôn nha các bạn. Mặc dù nó hơi yếu. Level mấy quên mất tiêu rồi các bạn ơi. Ô, mạnh hơn nữa các bạn ơi. Ô, bụng nè. Cũng được. Là bữa đã level 8, không level 6 rồi.
cắn mày lại nè. Ông nhồng nhồng. Nhồng nhồng nhồng. Bụng liền. Thế đáng chúng ta cũng có thể phản công lại nha. Ủa sao cái con nó gà, sao nó lại từng sử dụng cái kia. Cái nữa nè. Gà 100% rồi. Tiếp tục. Ủa là màn thứ hai. Ừ, mấy cái kia nó tèo rồi. Không, mấy cái kia là chính rồi. Quá trời hàng bồ cạp luôn nha các bạn. Một hit là chết luôn nè. Giống như tông một phát ra bị sinh nghiệm nha. Cái này 100 luôn các bạn ơi. 100 gì màn thứ 3 rồi màn thứ 4 nữa trời. Màn thứ 3. Các bạn ơi, mà thứ ba tôi ghét nhất là cái con màu đỏ đỏ nha các bạn. Con đang bay bay đó, trước mặt mình đó các bạn. Đó, chết liền. Ghét này chắc không được. Đối với Thái Minh đâu. Ô, mày này cũng hơi bị ghê rồi. Bị đỉnh rồi nha các bạn. Hơi bị đỉnh rồi. Đùng liền. Ô, có hàng cổ bắp nữa. Chắc tới nay không được chữ rồi. Nó hàng thịt đó nha các bạn. Tớ cũng không thích đâu. Tớ đã có phương giáp đỏ rồi, cho nên tớ sẽ không sợ ai cả. 300 máu rồi, tớ sẽ biết có được bao nhiêu máu nữa. Ở màn tiếp theo là tớ sẽ được 1 máu thôi các bạn ơi. Tớ không biết có 700 máu sau ngàn được các bạn. Nữa nè, giả dụ làm với ta. Nữa nè, bắn ta là không được nha. Nó, ủa cái chỗ thứ nhất nó hơi bị tua nhanh đó bạn. Ôi mà nó tua nhanh nó hơi yếu. Để tôi sẽ đợi số 2. Nhanh lên số 2. Đúng rồi, giết đó đi, giết hết. Ồ quá. Ôi tôi không được chết. Tôi không được chết. Trời ơi, tự nhiên nó chết cái đoạn màn thứ 4 hoài các bạn. Để có thể nâng cấp hết tất cả thì tớ sẽ xài. Phần này level up này. Ủa tớ nhận được cái room khi nào? Không biết luôn nha các bạn. Giờ tớ phải coi một đoạn video về ngắn nha. Video ngắn được mở được room. 7 điểm rồi. Bắt đầu vô cái vật liệu. Oh my god. Mờ cái này cái tốt nè, cái này ngon nè, ngon làm cành đào nè các bạn ơi. Này ngon làm cành đào nè các bạn ơi. Ủa? Vậy level 8 là mát hết rồi hả? Level 3, level 7 mà tao không biết. Rồi, có vậy thôi mà cũng hơi bị ghê nữa. Tưởng ngầu lắm á. Level 5 là level 8 là... Nữa hả? Trời ơi. Ơi các bạn ơi, có 4 tiệt chiêu. Chiêu gì nè, người ta không nói. Bắt đầu. Ủa nữa hả? Level 1, level 2, level 3, level 4 à. Không biết đó là cái gì nữa các bạn ơi. Không biết cái đao của cái này là bao nhiêu. Úi dồi ôi sao nó mồm dùm kìa vậy. Rồi phải 4 nữa rồi. Đó là 4 là gì nha các bạn. Oh my god. Mồm tôi biết cái tiệt chiêu này rồi nè. Tôi đã có tiệt chiêu này nhưng nó hơi bị già tí. Thử coi nó là cái gì. Đạt được 16 hay vậy. Gà vậy. Sao gà chứ giờ. Rồi chắc mấy cái con này nó sẽ chết với chúng ta thôi các bạn ơi. Chết với chúng ta nè. Đụng nè. Tức nên xài bom này càng tốt. Ủa đúng rồi đồ. Ủa mất 50 máu luôn nha các bạn. Cũng hơi bị đỉnh. Rồi bắt đầu tôi xài thứ nhất trước. Rồi bắt đầu thứ hai, thứ ba. Rồi thứ tư. Hết sọt luôn nha. Trời nó vừa chết thì nó có xài cái chuyện kia kia. Thật là ngu ngốc. Ồ nó không ngu bình thường đâu. Thứ ba. Đúng rồi. Ồ có thúng level 3 thôi hả. Gì gà dữ vậy. Tiếp nào các bạn ơi. Tiếp nào.
bùng bùng ô, quá mạnh luôn nha các bạn, quá mạnh bùng nè các bạn ơi. Nhớ like và đăng ký kênh giúp tớ nha các bạn. Nãy tớ quên nói, bắt đầu mày nha bưởi. Ủa rồi ô quá thằng luôn, bụng nè bụng nè bụng nè bụng cắn đi anh. Đúng rồi, trời ô còn 200+ máu nha các bạn ơi, chắc họ sẽ được win thôi. Tớ đã có 4 tuyệt chiêu mà. Bụng nè bụng nè bụng hai nữa nè, hai cho nó mạnh coi. Cái này bưởi mày nè. Ôi ôi sao mạnh như vậy anh, giờ tớ phải xài từ kêu. Cái này nó già quá, tớ phải đạt bụng nè. Bụng nè bụng nè bụng nè bụng nè bụng nè. Rồi tớ bí được rồi, bí 4 đúng rồi. Trời ơi còn 25% luôn nha các bạn, 25 máu thôi là dữ vậy các bạn. Cái xe tải này tinh tinh cha nó chết hết luôn nha các bạn. Ô tớ còn quá trời nha, chỉ còn có 40% nha các bạn. Gà một phát là chết nha các bạn. Bông nè ơi, tớ ghét cái con này lắm nè. Đó, cho mày chết luôn, cho mày thở bắn nè. Bùng 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 bùng. Ôi trời ơi, chỉ được có vậy thôi à. Gà thế. Nhìn cha, chút bơi mà. Tôi win rồi các bạn ơi. Tôi win rồi nha các bạn. Trời nhìn, nãy giờ cái thứ tư á, là nãy giờ tôi hơi bị xài hơi bị năng lực luôn. Open level 10 các bạn ơi, nó open level 10 luôn nha. Nãy giờ tớ chưa có open level tè luôn á nha các bạn. Mà nãy giờ tớ cũng không bị chơi cực luôn. Đồ Sida, con hột gà. Bà con, cô bác nó vậy đó. Tớ thích cái level 4 này. Đó, ở này nè. Đó, vậy mới chicken. Rồi, hồi đến màn boss nữa các bạn ơi. Ủa xí đã cái này nè. Ủa nó đỡ ở đâu này, nó sẽ ở đây rồi xong hết luôn. Cái này nè ngồi hắc đơ có 300+ máu gì trời. Level 6 và level 2 nè, level 3, 4 nè, level này cộng với level này level 7 nè, level 8, level 9 nè. Trời 900 máu nha các bạn. Ui 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 đồ xin ấy nói là đồ gì. Ờ ha, đúng rồi, Sida. Đây là 4, nói chung 4 nhiều lắm nha các bạn. Này là một em. Hai em. Rồi đây là 6, level 7. Trời ơi, gì gà chứ hả? Nhưng không sao, tất sẽ chơi. Chơi đến màn boss nè các bạn. Màn boss. Ủa, không có hả? Chứ có thằng boss là đuối luôn nha các bạn. Chắc không có boss đâu. Mày cha bưởi, anh cha bưởi đi. Sao cái thứ tư tới level hơi nhiều rồi đó. Nó cũng hơi bị si đáng à. Tiếp nào. Sida không? Bắn hả em? Mày bắn hả mày? Bắn nè cho chết liền. Ghét trọt luôn nha em. Một ghét trọt luôn. Ghét trọt nè em. 2, 3. Nó hơi bị kinh. Trời, em mấy máu vậy? Anh mấy trăm máu rồi nha em. Hơi bị gà. Mà chúng ta có 900 máu, giảm được có 400 mà trời. Trời, tớ phải nâng cấp cái ở dưới chân nha các bạn. Nâng cấp là không được đâu. Một thì chết nha. Thứ hai hết, nó không cho chết nha các bạn. Rồi nó bắn gì đâu gà chứ vậy.
bắn mày, mày bắn thôi. Các bạn ơi, nó bắn gà quá mà. Nó bắn gà thiệt nha các bạn. Bắn đúng gà luôn. Warning. Warning cái giấy gì? Trời ơi, thì ra là bỏ hả? Mày hả? Ô, nó gà quá à. Ô, cái thứ có cái thứ còn cái ở chính. Một đúng rồi các bạn ơi, tức còn được có mấy trăm máu à, nó già. Ôi trời ơi, pháo bông gì kỳ vậy trời, nó bên ngoài game luôn nha các bạn. Chết cha. Nó bên ngoài game luôn nha các bạn. Rồi, đến màn này nè, hơi bị gay gắt đấy nha. 3.000 thì tớ sẽ nâng cấp cái cục này đi. Ủa trời ơi, nhưng mà đắt vậy level 8 rồi đó. Không giỡn nha, level 8 rồi đó. Trời, có hai cái gì vậy? Chi đa quá vậy. Tớ còn cái này, ủa cái gì? Helmet hả? Trời ơi, tưởng về đặc điểm lắm. Nào, cái này là level 5 nè, level 5 nè, level 4 nè, là level 3 nè. Còn chưa đủ nữa, bực quá. It's not here nữa. Tiếp tục attack nào. Attack mặt nó. Thử coi là cái con gì nha các bạn. Úi dồi, mày cái mày. Ôi, nó cũng hơi trâu nha các bạn. Chứ không phải nó không có trâu đâu. Nó trâu lắm á. Có trâu cho lắm nha các bạn. Trời ơi mày. Mày này mà nó cũng thua nữa. Giỡn hơn nó kêu kìa. Nó kêu nha các bạn, chứ không phải nó kêu. Nó kêu là chết đó đó. 1 hit, 2 hit, 3 hit, 4 hit, 4 hit, 5 hit. Oh, trời ơi, trừ 100 máu. Gì mà ghê lắm luôn nha các bạn. Bữa nè, đồ nhông nè, nhông nè. Đi nhông nhông vậy em, tại sao không đi về nhà hả em? À, giỡn hơn mấy cái con đó là robot nha. Robot nha các bạn. Trừ 100. Ui, còn vừa bớt nữa nè. Trời ơi, nó tưởng cái gì vậy chứ. Vừa bánh mã mà. Trời ơi, nó hơi bị già luôn. Thôi, tôi chơi chị nè. Một hit là 100 luôn nha các bạn. Lúc đầu chơi là gà. Lúc đầu chơi là chúng ta sẽ win. Lúc đầu chơi là chúng ta sẽ win nha các bạn. Lúc sau chơi là chúng ta sẽ win. Bên nó rất là gắt luôn nha các bạn. Chắc hơn là bị cứng nha các bạn. Cửa này ôi ôi sao nhiều anh em đến như vậy. Tỏ tình với nhau rồi. Nó tỏ tình rồi các bạn ơi. Nó tỏ tình rồi. Nó tỏ tình với nhau. Bùng liền. Còn 100 máu đúng luôn á. Vậy chắc hồi chỗ sau bị đội này nó hơi bị mạnh mới hồi nãy. Tớ xài cái số 2 trước nha. Cho nên nó mạnh là phải rồi. 3 1 2. Em đi đâu. Đó các bạn ơi nè. Mày cái bữa lúc đầu nó tưởng mấy con này rồi tưới ăn rồi nó biết biết biết. Mày. Ôi dồi ôi, nó còn vài máu mà các bạn ơi. Bùng nè. Ha. Còn một con nữa thôi nha các bạn. Hãy tới tèo ơi. Không sao, tôi đã lượm được một cái rương. Đây tan tan tịch tan tan tan. Quá sức rồi. Đó ra được cái gì không? 2 1 nè. Ô đồ gà. Cái toàn là cái thúng không mà các bạn ơi. Ô level 8 nè. Cho level, cái level 10 cái thứ mà mới mua thôi. Nhưng mà level lớn nhất trong vòng một ngày mà tớ đã làm được. Giơ tay nào. Bụp mà. Ôi dồi, sao nhiều đồ nâng cấp quá vậy. Ôi dồi, level
rồi hết đó liền. Ủa sao hai cái xuống này nó không đến đây nha. Level 9 là lớn nhất từ đó kìa. Ráng nâng đến level rồi sao rồi. Level mấy rồi nè. Level 5 rồi, level 6 7 trời ư chưa nữa. Các bạn ơi ủng hộ tớ đi. Trời ư nó còn chưa xong nữa các bạn ơi. Vậy thấy được có level 8 à. Cái này nó làm xong thì không biết nha. Trời nãy tớ nói là vậy. Đúng rồi, dễ lắm, ai ngờ anh thua hoài. Đúng rồi, thứ năm là khó, đúng rồi các bạn ơi. Bùng 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 đi nha các bạn. Cắn đi em, đúng rồi, cắn đi đúng rồi, nó cắn cũng hơi bị mạnh nha. Trời ơi, nó cắn mạnh lắm, bơi khủng long có phải là con gấu đâu mà mạnh. Mất 150 nha các bạn. Nó tới nâng cấp level 10 mà. Level 10 mà các bạn. Bụng nè, bụng nè. Các bạn ơi, xịn chưa, xịn chưa. Xài hết tiệt treo luôn các bạn ơi. Còn 2-3 màn gì nữa thôi. Tớ sẽ đợi. Không bị nguyên pháp thì tớ sẽ làm được. Ôi dồi ôi, con người tích xì đa nãy chúng ta gặp với nhà các bạn. Ôi dồi ôi, không hồi mạnh nha dồi. Chúng ta làm cho bài trong mạnh nữa rồi. Chúng ta đã xài nó rồi. Oh my god. Chúng ta win luôn nha các bạn. Win chứ không phải là thua. Còn có tí máu mà sao nó ngu vậy. Đâu nó phải đâu 4 ngày. Để đây 4 ngày thì tôi sẽ gặp level 10 nha các bạn. Nữa nè, rồi ấn được cái súng liền. Đúng rồi. Level 5 hả? Trời ơi, nó gà. Ủa, nó có thể sắp xếp cho chúng ta. Bắt đầu nè các bạn ơi. Bắt đầu. Bùng. Thấy ai nó đang đập quá nha các bạn. Chứ bạn chỉ cần xem thôi. Dạ thôi, các bạn phải cần ẩn nhưng tớ sẽ cho các bạn xem nha các bạn. Bây giờ các bạn cần xem thôi, nó sẽ tự đập, nó sẽ cần biết cái gì nha. Cần biết cái gì để có thể nó có thể không bị hút máu. Nếu có con này bụng liền, đó, nó dễ đấy nha các bạn. Các bạn chỉ cần xem thôi là nó sẽ không bị hút máu gì nhiều. Nhưng phải cần để tua ở dưới nữa. Phải đợi lâu lắm. Quá bơ này là lâu nhất nha các bạn. Cái rương nè. Bạn rương. Máy móc nè. Đập bể máy móc. Đập bể nè. Ủa dồi ôi, nãy tớ thấy nó mất 1.000 máu máu nha các bạn. Đúng không? Nãy tớ không nhìn làm vậy. Đông. Rồi tớ quy. Ô cái khủng long này ai quy. Ai quy cao. Ai quy cao. Ai quy cao nha các bạn. Vậy đó, ai quy cao là vậy đó, ai quy cao đó. Ai quy cao cũng đúng nhỏ, các bạn có nói đúng không? Ai quy cao nha các bạn. Ai quy cực cao. Ai quy không cực cao là nó già rồi. Ô, nó hơi bị nha các bạn. Cắn một phát.
Đúng rồi, nó hơi bị mạnh luôn. Nó sẽ tự làm giúp mình. Bắt đầu. Nó sẽ có hai đến nữa. Bùm 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 bùm. Đủ rồi. Đủ với level 3 rồi. Bùm nhé các bạn. Nó sẽ bùm 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 luôn. Có mạng thứ 5 nè. Bùm 3 4. Tôi win rồi các bạn ơi. Mày này đúng khó nha các bạn, chứ không có dễ đâu. Bắt đầu tới nâng cấp nào. Tôi sẽ nâng cấp cái này lên level 8, level 9, level 10. Chúng mấy cái thứ mà nó đơn giản đi. Level 12, trời ơi, tôi chưa có level... Ủa, tới lên level 12 rồi. Đúng rồi, mới đến thôi nha các bạn. Mới đến thôi, chứ chưa có đến hẳn đâu. Ôi dồi ôi, đồ xịn, đồ level 4 không nha các bạn. Rồi, nâng cấp cái cụ này nè. Nếu như... Oh my gosh. Wow. Ứng này lại nó phụ mình luôn nha các bạn. Cự ư, đồ gà không nha các bạn ơi. Nó là đồ vàng. Trời ơi, cái súng mạnh nè. Nếu như chúng ta có bạn chế tạo ở đây thì nó sẽ làm ra cái súng này nè các bạn. Súng này là một cái súng đặc trưng cho một cái tòa tháp. Và cái này nữa. Ở hay đặt chân gì nè. Phải có mấy cái dụng cụ này mới làm được nha các bạn. Và cái này nữa thì chúng ta sẽ phải có cái này, nó phải có gai. Các bạn chế tạo bò rồ biết nha, mới chế được bày quà vậy nè. Đó nha các bạn. Thôi video đến đây cũng mới dài thôi. Với ba các bạn, hẹn gặp lại các bạn lần sau. Đợi đấy. Goodbye. Yeah.